Phần thứ nhất, chúng ta mở rộng vốn từ về nghệ thuật. Nghệ thuật là một lĩnh vực rộng lớn và được yêu thích. Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu để rõ hơn các vốn từ về phần này. Trước hết, chúng ta sẽ đến với bài 1. Ở bài 1, cô sẽ cung cấp cho các con một loạt các từ. Chúng ta cùng theo dõi các từ mà cô cung cấp. Yêu cầu của bài 1 là sắp xếp các từ ngữ cho dưới đây vào ô thích hợp trong bảng. Các từ mà cô cho các con, cô sẽ đọc theo hàng ngang nhé. Diễn viên, làm thơ, vẽ tranh, chèo, nghệ sĩ, nhà văn, điện ảnh, hội họa, tuồng, ca sĩ, quay phim, biểu diễn, hát, múa, viết kịch, viết văn, cải lương, diễn kịch, âm nhạc, xiếc, họa sĩ, thi sĩ, ảo thuật, nhà viết kịch, nhà ảo thuật, nhà tạo mốt, nhà quay phim. Tất nhiên, đây chỉ là một số các nhóm từ thôi, nhưng từ cái nền của các nhóm từ này, con có thể tự tìm hiểu các từ còn lại. Và những từ này, con cần sắp xếp vào ô thích hợp. Các ô này, cô chia thành 3 mảng. Mảng thứ nhất là từ chỉ người làm nghệ thuật, hay còn gọi là chỉ những người hoạt động nghệ thuật. Đó là nhóm thứ nhất. Nhóm thứ hai là nhóm từ chỉ hoạt động nghệ thuật. Và nhóm